Xin kính chào bà con. Hôm nay đầu giới thiệu chi tiết về cái phần thùng đựng cá này cho bà con. Về cơ bản là cái thùng đựng cá này đầu cung cấp cho bà con rất nhiều các loại size khác nhau để cho bà con lựa chọn. Thì hôm nay đầu giới thiệu tỉ mỉ hơn cho bà con để nắm được cái phần thùng đựng cá này có những chức năng gì. Thứ nhất là thùng đựng cá này chất liệu của nó là dạng cao su đàn hồi bà con nhá, hàng cao su đàn hồi. Hàng này có thể chịu được nhiệt luôn. Kích thước của đầu đưa ra hôm nay có đầy đủ cho bà con lựa chọn, đó là kích thước 35 phân. Có là cái chiều dài của nó là 35 phân bà con nha. 40 phân, 45 phân, 60 phân và 70 phân. Cái bề rộng của cái hàng thùng, ví dụ như cái hàng thùng 70 này á, cái bề rộng của nó là 32 cm. Đấy, cái còn cái bề chiều dài của nó là xấp xỉ là 70 bà con ạ. Nếu đo chính xác ra nó xấp xỉ 70 đâu, nó chưa được 70. Mình cứ phải nói thật thẳng với nhau là như vậy, để cho khi bà con mua hàng, bà con lựa chọn làm sao để biết được. Còn về cái chiều cao của cái thùng này nó rơi vào 35 phân. Chiều cao của nó rơi vào 35 phân. 35 phân, đấy hãng hàng của Daiwa, hàng Daiwa. Bên trên là sẽ có cái nắp và có cái khóa kéo xung quanh. Mục đích là khi nào mà có cá là chúng ta có cá vào và khóa lại, cá không bị nhảy ra ngoài. Phần trên là có dây, có túi sách trước đàng hoàng. Và bên hông của nó đây cũng đo lại cho bà con, nó là 35 phân bà con ạ. Chiều cao của nó là 35 cm. Bên hông thì có một cái túi chứa đấy. Cái túi chứa đấy chính là cái túi để mà gài oxy vào đây nha bà con nha. Thì là khi bà con mà mua hàng này, hàng thùng đựng cá này, bà con muốn mua cái thùng, muốn mua cái oxy này thì đấu cung cấp cho bà con luôn cái oxy. Hàng oxy này được chạy bằng pin, hai quả pin đại nhá, pin con ó hoặc pin con thỏ. Hàng này dùng hai quả pin. Nói về hai quả pin này á thì nói tóm lại là mua pin thì cực dễ rồi. Pin này pin dạng pin phổ thông rồi. Có nghĩa là khi chúng ta gài một pin vào là nó đã chạy rồi. Còn hai pin vào thì nó chạy mạnh hơn nữa. Đấy, có công tắc ở bên ngoài nhá. Còn bên trên đấy đầu là chính là cái lỗ cắm cái lỗ tio vào, lỗ ống nhựa dẻo vào để cho bà con dòng ra. Ở bên trong hộp của nó gồm có một cái cục oxy và một cái dây nhựa dẻo, ống nhựa dẻo, ống tio. Đấy, bà con gài vào của nó, bên ngoài nó có cái gài inox. Rất là tiện. Về cái phần giới thiệu và phần cục oxy này, đầu sẽ giới thiệu một cái video phía sau cho bà con theo dõi nhá.